Con dạ. Người gì nhỏ xíu gì mà đâu không thấy mặt luôn. Cái gì? Gặp chị là chị đi luôn đó, chị không có về đâu đó. Tại vì gặp xin lỗi anh, bữa nay em bận rồi, ví dụ vậy. Cái điều này nó có cái gì? Cái gì đó đúng không? Thì chắc các bạn là yêu nhau phải tìm hiểu nhau rất lâu mới đám cưới đúng không? Dạ không, 4 tháng. Ta. Anh điên té là anh điên dở, anh điên không biết, không biết suy diễn. Nghe nói tức khóc, em nói giờ anh cứ đi đâu anh học hành sao đó kệ anh. Em để con là em nuôi. Ừ, rồi cuối cùng. Vậy cuối cùng anh mới gọi điện về cho gia đình ảnh là thôi xin cưới. À. Dạ à, em tên là Tư ạ. Đang làm nhân viên kinh doanh. Năm nay em 28 tuổi. À, Tư, 28 tuổi. Dạ. Em có người Bắc hả? Dạ, em người Bắc ạ. Ờ. Còn em? Em tên là Mai. Năm nay em 25 tuổi. Ừ. Em làm nội trợ. Hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Dạ, gặp nhau trên mạng Yahoo anh. Cái nick của anh thấy sớm sớm. Thi sĩ tài hoa vậy. Thi sĩ tài hoa. Thi sĩ tài hoa. Tên hay gì mà nói sớm sớm. Thấy sớm sớm anh không nói chuyện, cái lúc sau cái thấy buồn buồn thôi. Nói chuyện luôn. Anh Tư anh hỏi thiệt nha. Thi sĩ tài hoa. Dạ. Nhưng mà em có biết làm thơ không? Dạ có, thầy hồi cấp 3 có làm thơ. Nhưng mà bây giờ có làm thơ? Dạ giờ chắc thực dụng quá rồi hết rồi, phải làm thơ. Sau khi chat rồi đó, dĩ nhiên chat tiếp một thời gian thì phải gặp nhau đúng không? Dạ. Đó vậy thì cái ấn tượng đầu tiên khi mà các bạn gặp nhau ở ngoài là như thế nào? Dạ lúc đó em đi với cậu tại em hẹn trên mạng mà nên sợ lắm. Kiếm đi mình. Lên thấy ảnh đi chiếc xe thì cà tàng, mặc đồ thì quần tây quần ống le le. Ống le. Râu ria thì xòm xòm hút cạo để nhìn già lắm kìa. Vậy hả? Rồi hai người gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên gặp nhưng mà gặp ở nhà trọ em luôn. Trời, lần đầu tiên gặp ở nhà trọ luôn. Bởi vì nó đi cậu đó. Đi cậu là đúng rồi. Rồi sao? Nữa? Nhưng mà em tự nhiên xem hẹn người ta ở nhà trọ thì em có ý đồ gì? Thì hồi đó em chắc là hiền quá, không có đi, không có thường xuyên ra ngoài cà phê á. Thì ra quán cà phê em thấy rất là ngại. Thôi hẹn rồi tới nhà ăn cơm luôn. Đi em nấu cơm luôn hả? Nấu cơm luôn hả? Dạ. Ồ, rồi bữa đó khi mà thấy đi với ông cậu thì em có sốc không? Lần đầu tiên á thì nhìn trên cái avatar thấy dễ thương lắm. Mà lúc mà gặp á thì bạn ấy đầu tóc còn hoe, quần áo rách rưới. Nhìn rất là quậy. Rất là quậy. Dạ. Ừ. Thành ra cũng hơi thất vọng về cái trong cái suy nghĩ ban đầu mình. Ừ. Rồi đã vậy còn đi với ông cậu nữa là coi như không làm ăn gì được luôn. Nói chung hai đứa đều thất vọng về nhau hết thì lý do gì mà đến em đi đến nhà trọ chi cho mệt mỏi vậy? Con người gì nhỏ xíu gì mà râu không không thấy cái bản mặt luôn. Gì? Gặp chị là chị đi luôn đó, chị không có về đâu nó. Tại vì gặp xin lỗi anh, bữa nay em bận rồi, ví dụ vậy. Cái điều này nó có cái gì? Cái gì đó đúng không? Dạ thấy anh hiền như vậy chất phát. Vậy bây giờ anh hỏi là nếu một người hiền như vậy mà chất phát như ý em nói và khán giả đồng ý, vậy thì chắc các bạn là yêu nhau phải tìm hiểu nhau rất lâu mới đám cưới đúng không? Dạ không, 4 tháng. Ta. Anh đi dở, anh đi không biết, không biết suy diễn. Không suy diễn gì? Bây giờ chị nói em nghe toàn hẹn ở nhà trọ thôi. Chị hỏi em mà không cưới gấp thì là làm sao? Ba má không biểu cưới, bác sĩ cũng biểu cưới. Ủa nhưng mà họ có hẹn ở nhà trọ nữa không? Thì nhà trọ nó đây đâu biết quán cà phê nào đâu. Cứ hẹn tới nấu cơm cho ăn. Mà nói rồi. Chuyện lại duyên dáng là dễ thương vậy. Thì thử hỏi chuyện gì xảy ra sau khi ăn cơm xong. Thì rửa chén. Ủa nhưng mà 4 tháng là đã cưới rồi hả? Lý do? Lý bác sĩ cưới. Thấy chưa bác sĩ kêu cưới té nữa đi cho rồi. Còn bà Dân hay vậy á. Lúc mà bác sĩ kêu cưới á, em thì ở nhà trọ chưa đi làm. Dạ. Vậy thì lúc đó tâm trạng như thế nào? Tại lúc đó thì em cũng nhận được học bổng đi du học rồi. Ồ. Cái vợ mới gọi điện báo là có bầu. Lúc đó em thất vọng lắm. Cũng sợ nữa, vừa sợ vừa thất vọng. Thất vọng về bản thân đúng dạ, không? Dạ, thất vọng về mình. Ừ. Công sức mình bỏ ra rất là nhiều cho việc học hành. Ừ. Rồi bên nhà cũng kỳ vọng của em rất là nhiều. Nghe nói tức khóc. Em nói giờ anh cứ đi đâu anh học hành sao đó kệ anh. Em để con là em nuôi. Ừ. Rồi cuối cùng. Vậy cuối cùng anh mới gọi điện về cho gia đình ảnh là thôi xin cưới. À. Cưới xong rồi em có đi du học không? Dạ không chị ạ. Tại lúc mà quyết định cưới vợ em rồi á. Không có đi nữa. Là không đi nữa? Dạ. Cái giai đoạn mà thuyết phục bên nhà em để cho cưới vợ cũng rất là khó. Khó khăn lắm, nhà không ai đồng ý. Vì thêm cái nói là con gái nam thì nó không có. Vì cái vùng miền mà con gái miền Nam rất là bộc trực. Dạ. Có sao nói vậy, đúng không? Nhiều khi là xấu hết. Ừ đó thì miền Nam là vậy. Chắc chắn là hai bạn về sống với nhau là sẽ có nhiều những cái việc mà về tính cách mà vùng miền tập quán phong tục đó. Dạ. Rồi chắc chắn là sẽ có những cái điều mà mình sẽ bị mâu thuẫn đúng không? Dạ cũng có gây nhiều lắm. Anh này thì anh kỹ tính, kỹ lắm. Nhà mà dơ chút xíu sao anh vừa làm anh vừa nói nhảm được mình lắm. Có nghĩa là rất là cẩn thận, rất là sạch sẽ đúng không? Nhưng mà làm
vừa nói cũng giọng nói đó lúc mà mới gặp nhau á là mê cái giọng nói đó, nhưng mà cũng giọng nói đó sau hôn nhân là coi như là khó chịu đó, lãm nhảm đó. Nhưng mà có lần nào hai vợ chồng cãi vã nhau là cái chuyện cũng vì cái chuyện đó mà lớn không? Dạ không, em chỉ có ảnh từ khi mà ảnh thay đổi công việc cái ảnh có gái gú này kia mới. Hả? Anh không nghĩ là có gái gú hả? Em cũng bất ngờ, em cũng không nghĩ ảnh là vậy luôn á. Chị cũng bất ngờ luôn nè. Hai năm đầu thì không có vấn đề gì, hồi đó em làm công việc thì nó rất là ổn định, cứ tới tháng lãnh lương rất là đều. Nhưng sang năm thứ ba thì em thấy nó không có ổn lắm, có vợ con rồi thì cần phải tăng thêm thu nhập nên chuyển qua kinh doanh thì lúc đó bắt đầu phát sinh về vấn đề đi tiếp khách hàng. Rồi em làm sao em biết chuyện đó? Lúc đầu cái cô kia có nhắn tin hỏi sao lâu quá anh không qua quán của em, không ghé em giả anh, em nói là em nhớ anh phải không, cái cô nó cũng ừ luôn. Lúc đó ảnh đang kế bên mà em hỏi cái cô này là ai à? Anh mới nói không có gì hết á, chỉ quán nhậu rồi anh nhậu anh cho số vậy đó. Thì bắt đầu cái em mới hỏi nhưng mà anh chối không à. Anh không bao giờ nhận hết á, mà anh cũng chẳng có giải thích gì hết trơn á. Cái đó là nhỏ thôi, còn qua lần sau nữa. Chuyện nào nữa? Có cái cô Kiên Giang á, cô nhắn tin là em biết số điện thoại của Mai, anh thua rồi. Em mới nhắn là em nói thua là sao, cái cô mới nói là nếu mà Mai á thì đừng có nói chuyện với cô đó, mất công là em bị tổn thương á. Cái em mới nhắn qua cho cô đó nói là chị có chuyện gì với chồng em á thì cứ nói đi em nghe. Hỏi anh thì anh nói là không có gì hết trơn á. Tức quá em gọi điện cho nhà chồng em á, gọi cho má chồng rồi em chồng em gọi hết luôn. Mét phải không? Dạ. Tại em gọi cô đó còn không dám nghe hay sao á. Lúc đó em đang có bầu bé sau chứ em không có bầu là em đi xuống dưới luôn rồi, đi xuống Kiên Giang luôn rồi đó. Giờ để phải hỏi chồng, khi mà vợ bắt gặp những cái bằng chứng cụ thể như vậy thì lúc đó em sao? Tại cũng không biết nữa, cũng không nhớ nữa. Em đi tiếp khách chắc say xỉn rồi, có cho số rồi mấy bạn chắc là phá hay như thế nào thôi chứ còn không có. Còn cái ở dưới Kiên Giang thì xuống đi lắp máy ở dưới đó thì có đi chơi thôi chứ còn không có. Chuyện nó xảy ra là bao nhiêu lâu rồi? Khoảng 2 năm. Rồi thời gian này có gặp được những cái tương tự giống vậy không? Dạ không, em siết chặt lại. Kiểm tra tin nhắn, người Zalo, Facebook em kiểm tra hết luôn. Không chừa cái nào hết á. Nhưng mà hiện giờ nè, ở trong nhà của mình á, ảnh có chu đáo không? Ảnh có lo cho em với con không? Dạ có chị. Tiền lương của ảnh về có đưa cho em không? Thì tiền lương thì ảnh đưa nhưng mà mấy cái tiền linh tinh ngoài gì đó em không biết. Tiền lương thì tức là ở đây ý chị muốn hỏi là nếu mà gạt đi tất cả những cái mà em đã biết thì chồng em á em cho là mấy điểm? Dạ 8 điểm. 8 trên 10. Dạ. Mà bây giờ tụi em lấy nhau mấy năm rồi? Dạ 4 năm rồi chị. Ở đây chị muốn nói vấn đề như vậy nè. Nếu như hồi nãy chị hỏi em mà chồng em á mà không lo cho gia đình nè, chỉ có biết đi chơi, chỉ có biết là quăng tiền về xong rồi không để tâm gì tới vợ, tới con các thứ, thì có ra lên án ngay lập tức. Dạ. Ngay lập tức. Tại vì vợ chồng á lúc nào cũng vậy, đến ông thủ tướng, ông tổng thống ở đâu mà nổi tiếng nhất thế giới á, ông cũng dính vô cái chuyện đó nữa. Dạ. Đừng nói chi là một người bình thường. Chị không khuyến khích em làm tất cả những việc đó, nhưng chị mong rằng em đừng bao giờ để vợ em buồn, đừng bao giờ để vợ em phải đau khổ về cái chuyện chuyện của mình. Tức là vợ em hỏi em đi đâu em nói hết rồi. Chứ em không có kể, em không có giữ. Em có giấu đúng không? Không có giấu. Thôi bây giờ coi như tất cả mọi chuyện là nó đã qua hết đi. Và bây giờ anh chỉ mong rằng là hai bạn sẽ lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng mà cái quan trọng là em phải hứa với vợ em, đừng để cho vợ mình buồn và đừng để vợ mình phải hiểu lầm và phải tin tưởng mình tuyệt đối hoàn toàn. Anh hứa với vợ là từ nay anh sẽ không phải để cho em buồn nữa, và anh sẽ cố gắng lo cho hai vợ con em cuộc sống thật là tốt và hạnh phúc. Anh mà được vậy em mừng quá. Dễ thương quá, hai chồng hôn nhau cái coi. Chỉ cần một người hiểu em trong đời nha. Rồi. Thôi, cảm ơn em. Em tên là Vũ Thị Mỹ Linh, em năm nay 29 tuổi, đang là nhân viên văn phòng. Còn em? Em tên Nguyễn Thành Công, em năm nay 30 tuổi. Em công việc hiện tại của em là công an. Hai bạn quen nhau thì như thế nào? Má em hôm đó đi tập thể dục thì có tâm sự với một cô trong xóm trên, sao mà con em giờ nó chưa có chịu chọn ai rồi. Thì vô tình thì mẹ của ảnh cũng cho số điện thoại nó. Thôi giờ con chị với con em thử coi tìm hiểu như thế nào á. Rồi em, cái hoàn cảnh của em có giống cô dâu không? Sau khi một thời gian là em chia tay bạn gái, ba mẹ cũng hay có nói ý này kia, kêu là cho em số điện thoại, nhưng mà em cũng chưa liên hệ. Đến ngày lễ 29 á, buồn buồn cái nhắn tin thử làm quen coi làm sao. Thế là gặp đi uống nước luôn. Vậy á, gặp em có ấn tượng không? Tại vì thấy bà xã đẹp quá trời. Bây giờ nhìn thế thôi chứ lúc mà gặp lần đầu tiên á, nhìn giống bà Thiếm bác thị á. Trời ơi, người ta xinh đẹp gì mà nói giống bà Thiếm. Bộ em mới tập đi chơi hả? Dạ.
cũng bình thường gì thì em cũng bới tóc lên rồi mang mắt kính cận. Bới củ tỏi ở đây hả? Không ngờ người ta ăn vẫn lịch sự như vậy. Anh ấy lại cho rằng giống bà Thím. Cái này là không phải mình em có nhận xét đâu, mà bạn học của vợ em là cũng nhận xét như thế. Thôi, còn em thì ấn tượng ban đầu nhìn anh này đi nha. Khi mà em ra em thấy ảnh á thì mặt anh đơ ra, không cười, không nói, không gì hết. Nhìn vô hồn vậy đó, thì em tới em hỏi là anh phải ăn công không? Thì cũng anh gì đó, cái là đi. Em thì em cứ nghĩ là đi ra quán nước, uống nước để nói chuyện. Nhưng mà không ngờ là anh dẫn ra chỗ một cái bờ kênh uống nước mía. Thì em mới ngạc nhiên là ủa sao kỳ vậy? Cho nên là em không ấn tượng gì nhiều về ảnh hết. Nhưng mà khi nói chuyện á thì cũng có thấy rằng là ảnh cũng hiền, không hút thuốc, không uống rượu. Dạ. Mà chị cảm giác á, như chắc là tình yêu của tụi em á là không có sóng gió gì đâu ha. Từ lúc quen nhau cho tới lúc cưới là 6 tháng thì chia tay 2 lần. Dạ. Lý do? Em với ảnh là hay tập thể dục buổi sáng, có sắm hai cái cây vợt để đánh cầu lông. Thì cái lần đó là em bị quẹt xe thì đau chân bông gân không có đi tập được, thì để ảnh đi một mình. Nhưng mà một tuần sau thì em có gặp chú bảo vệ ở gần đó, thì chú mới nói là mày nhé, trong mày là lăng nhăng với con khác nhé. Em mới hỏi tới một tí nữa thì chúng mới nói là buổi sáng là anh có đánh cầu lông với một cô. Nhưng mà đánh lúc sáng tờ mờ sáng là 4:30. Thế em mới bực quá. Tức là 4:30 sáng. Dạ, 4:30 sáng á. Dạ. Thế em mới bực quá thì sáng em mới lặng lặng đi, thì thấy hai anh chị đang đánh cầu lông mà cười. Em có say nắng vào lúc 4:30 không? Say nắng lúc vô vận động viên mới. Không. Say sương, say sương. Tại vì 5 giờ trường mới mở cửa, 4:30 cửa còn đóng, sao em vô mà em đánh được. Như vậy là tất cả mọi thứ là do cái ông bảo vệ đó. Nên em bị chia tay khi em thấy lý do nó không hợp lý nên em không chấp nhận cái điều đó. Mà không được quyền chia tay đúng không? Dạ. Như lần thứ hai là lý do gì? Cũng vì ghen anh. Mà lần này là có đánh cầu lông nữa không? Không, lần này thì ảnh lại nhắn điện thoại với lại cô giáo của cháu. Chào cháu của em. Cháu của ảnh. Chị thấy đương công quá. Nãy giờ em bị đơ hoài, em phải biện hộ cho em đi. Hết đánh cầu lông 4:30 sáng vậy nhắn tin cho cô giáo của cháu là sao? Mà cô giáo hay chặt em. Tại vì em thật ra lúc đó là em ở trong phòng trong nhà chứ đâu có nhắn tin gì hết. Nhưng mà vô tình tin nhắn đến. Rồi vợ em lại xem. Rồi em cũng không trả lời. Tại vì vợ em thích trả lời như thế nào cho vợ em nhắn luôn. Tại vì em đâu có gì đâu. Rồi sao được? Thì em nhắn đi thì họ nhắn lại, nói là anh có yêu Linh không? Nếu anh không yêu thì thôi đừng cưới. Thì do là cái cuộc tình tụi em nó mang tính chất là theo ý ba mẹ trong nhà vậy đó, cho nên tình cảm nó cũng chưa có xác định được. Thì sau cái lần thứ hai đó là em xác định chắc chắn là em chia tay. Tại vì mình cũng đâu có yêu thương nhiều đâu. Thì ảnh mới tới năn nỉ thế nữa kia, rồi khuya 11-12 giờ cũng năn nỉ. Thì em bắt đầu em mới làm hòa lại. Lúc đó là em đã yêu vợ em rồi mà đúng không? Em lúc đó em thương rồi. Cái thứ hai là mình nghĩ là thôi, đàn ông mình cao thượng mà, chịu thiệt tiếc mà. Thế là cuối cùng xong đó hai đứa cũng hòa. Rồi đến bao lâu thì mới cưới nhau? Sau khoảng 2 tháng. 2 tháng. Nhưng mà tụi em á lấy nhau xong rồi á thì là có cảm thấy là yêu nhau hơn nhiều so với cái thời gian mình tìm hiểu không? Dạ, khi tụi em lấy nhau thì em thấy mến ảnh. Mến vì lý do là ảnh không nhậu nhẹt, cũng có trách nhiệm với gia đình, rồi cũng biết lo phụ em một số việc trong nhà. Nhưng mà lúc mà khi em vừa có em bé tháng thứ 3 thì anh đi công tác 3 tuần thì đúng là cái thời điểm đó là em thấy là mình yêu ảnh thật lòng. Bởi vì thấy nó rất là trống trải khi mà ở bên nhà chồng mà chồng đi rồi về ói này kia, ngủ ngán này nọ, rất là mệt. Mà không có ảnh nữa thì thôi khóc suốt rồi bắt gió liên tục luôn. Thì em mới nhận thấy là lúc đó là em yêu ảnh rồi. Tức là khi mà xa nhau rồi mới biết là là mình yêu. Như vậy là nãy giờ nghe em nói là thấy là sau khi lấy nhau á em toàn thấy tính tốt của chồng thôi à? Chứ đâu có thấy tính xấu nào đúng không? Khi mà lấy nhau á em bất ngờ khá là nhiều về tính cách của ảnh. Khi đeo đuổi thì em sao rồi quà tặng này kia, nhưng mà khi lấy về rồi thì không còn quà tặng nữa, mà thay vào đó là cái nguyên lý cần câu với con cá. Là sao? Trước khi lấy á thì ảnh nhiều, em thích nuôi cá phướng thì ảnh cũng mua cá phướng về ảnh nuôi. Em thích gấu thì ảnh cũng tặng gấu, em thích gì thì ảnh lấy. Nhưng mà khi lấy rồi thì hoàn toàn không còn gì nữa hết. Em mới hỏi là tại sao mà nhắn tin anh cũng nhắn, mà gọi điện anh cũng không gọi, hay là quà cũng không có. Thì ảnh mới nói là có khi nào em thấy mà câu được cá rồi mà vẫn còn mồi không? Câu này sao thấy nhiều cặp xài quá. Nhiều, nhiều. Nhưng mà chị hỏi nè, trong cuộc sống vợ chồng á thì ai là cái người mà hay ghen? Dạ, em. Thấy em chồng em ghen, nhưng mà ghen thì em sẽ ghen theo hình thức như thế nào? Và em ghen theo kiểu vu vơ, không có căn cứ mà. Có kiểm soát em không? Dạ, có lén đọc điện thoại, tin nhắn? Cũng có đọc tin nhắn em. Em cứ để điện thoại mọi thứ, thích coi gì coi à. Mà ảnh có thói quen là ảnh xóa hết anh ơi. Tức là bây giờ cho xem nhưng mà tin nhắn xóa, email xóa, cái gì cũng xóa hết. Dạ. Đâu còn đúng rồi. Dạ đúng rồi. Bởi vậy nên thôi cứ để gì đi, đâu có gì đâu. Đúng không? Giờ cho coi, không lẽ giờ mình để tại vì em nha. Giờ em có cho em đọc ngược lại giống như em không? Thì vợ em cũng để, em thích đọc thôi. Thấy tin nhắn nó nhiều quá, nó đầy quá thì tính em hay thích xóa.
em xóa dấu vết á, xóa giùm vợ ấy. Không xóa cho nó không có đầy đầy máy. Dạ thì cũng cái câu chuyện này là mà hai đứa gây nhau cũng kịch liệt luôn. Lần đó là em chuyển từ phòng vị trí phòng này qua phòng ban khác, thì em cần những cái dữ liệu mà em đã lưu trên email rồi đó. Thì tới khi mà em qua phòng mới thì em mở email ra là không còn gì nữa hết. Em bực không chịu nào chịu nổi, bởi vì trước khi cưới đã gây nhau rồi, là ảnh đã lén coi nhật ký của em rồi, xong rồi ổng này trêu chọc em nữa, mà trong khi đó là ảnh đã cam kết là không xảy ra thêm lần nữa, không coi nữa. Thì lần này là ảnh lại xóa hết của em. Xóa thì em hỏi lại ảnh thì ảnh nói là email thì xóa hết chứ để làm gì cho nó nặng email. Ngày hôm đó em đi làm về, cái xong em mới gọi ảnh lên lầu vào phòng nói chuyện. Em mới hỏi anh là tại sao anh xóa dữ liệu của em. Anh không nói gì nữa hết á. Mà lúc đó em máu điên của em nó lên lồng lộn luôn rồi. Lúc đó là không có gì để giải tỏa hết. Thì em thấy bên kia có một cái con gấu bông của ảnh mà hồi xưa là ảnh không cho đụng những gấu đó, chắc là người yêu cũ tặng. Thế là em mới bực quá, em mới nhảy tới em lượm con gấu đó, xong rồi em xét thằng năm ảnh luôn, xét tặng bận con gấu đó. Sao sao em lại không cho đụng? Dạ, của người yêu đầu tiên em tặng. Mà em biết không? Thì đoán thôi, nhưng mà những hành vi của ảnh thì làm cho em cảm thấy là ảnh xâm phạm cái quyền riêng tư của em. Thì khi ảnh xóa dữ liệu của em rồi nấy, thì em cảm thấy rằng là em phải là gây một cái gì đó tổn thương cho ảnh. Lúc mà xé cái con gấu mà kỷ niệm mối tình đầu của em vậy, em đứt ruột không? Bà em đang nóng, mình nhường nhịn đấy. Bây giờ con gấu đó đâu rồi? Để cho con chơi. Thì em may lại rồi em cho con chơi. Trời ơi, em cái ghen của em dễ thương quá mà cao thượng ghê. Đặc biệt là chị dục từng rác luôn rồi đó. Còn cái tật xấu của vợ em thì sao? Rất là kỳ tính. Cái thứ hai là rất là chậm, lâu lâu lại mất trí nhớ tạm thời. Nên dặn cái gì của anh thôi. Tội nghiệp, coi như là người ta đã bị cái bệnh mất trí nhớ tạm thời. Người ta biết vậy, người ta ghi tất cả mọi thứ vô email đi, xóa sạch email. Rồi giờ nếu như em muốn chồng em thay đổi thì em mong muốn điều gì nhất? Dạ bớt siêng năng với lại bớt càng ràng đi. Ví dụ như là ngày hôm đó là buổi trưa đi, trời là mây đen xám xịt, coi như là mưa rất là to. Thay vì đi đóng cước điện thoại thì có thể qua hôm sau cũng được, nhưng mà không, xách xe đi cho bà nội đi. Đi xong về mà khỏe không nói, nhưng mà thường mà anh làm những gì cố quá thì anh hay bệnh. Ví dụ như ngày hôm nay là dạ, như có hôm bệnh nay không? Là đang bệnh. Dạ. Vì nghe cái giọng rất là yếu, và dường như anh thấy cái thần sắc của em như đang mệt mỏi. Dạ, tớ không phải đi cấp cứu. Quá cố cho nên thành quá cố. Sao vậy? Ảnh cứ lo làm việc này việc kia rồi trên cơ quan, rồi xong rồi cuối tuần vừa rồi cũng đi leo núi quá sức. Thế là đêm về là sốt luôn. Rồi còn phần em, nếu mà em muốn vợ em thay đổi là thay đổi cái gì? Đừng có kỹ tính quá. Giống như là một cái chai thuốc nhỏ mũi á, để mới có 2 tuần mà nước muối mà nó đâu có gì hư đâu, nhưng mà không, phải thay là chai khác. Trời ơi, một người thì muốn là kia bớt xiên, mới người kia bất kỳ. Không, đây nè, thực ra như vậy, chị thấy á, những cái điều mà tụi em mong muốn thay đổi á, thực ra nó là một cái bệnh nghề nghiệp á. Tức là ví dụ nha, ông xã em á, cái mà siêng năng đó thực ra là không phải là siêng năng, mà là việc gì ra việc đó. Ví dụ như việc của ngày hôm nay là không để qua ngày mai, mà cái đó là cái kỹ năng trong cái nghề nghiệp của ảnh. Cho nên rằng riêng chị thì chị thấy rằng em đừng có ước ảnh làm cái siêng năng đi. Mà chỉ có ước một cái điều là anh làm thì tốt, nhưng mà anh phải giữ sức khỏe. Ví dụ như là công việc nhiều quá thì có thể em bổ sung C mỗi ngày cho ảnh, ví dụ vậy, để cho anh có sức khỏe. Còn cô này á, em đã xác định vợ em là lâu lâu mất trí nhớ tạm thời, mà cổ kỹ như vậy thì cô mới bổ sung được cái việc đó của cổ. Chị nói thiệt, cái vấn đề nước muối á, đừng có nói là nó không hư. Một khi em đã mở ra rồi, không khí nó vô rồi, thì cái gì nó cũng sẽ bị nhiễm khuẩn hết á. Cho nên cái việc mà kỹ cho em bé là cái điều cần thiết, phải khuyến khích cái việc đó. Cho nên là hai cái điều mà các bạn mong muốn nhau thay đổi, thì nếu mà đứng về mặt chị thì chị thấy là đừng có ước cái điều đó. Mà bây giờ phải update cái trí nhớ lên, tức là bổ sung về thuốc về não, đây là bổ sung về đề kháng. Đó. Rồi, cảm ơn hai bạn. Dạ. Quá luôn nha. Đây là cặp này mặc bộ đồ cưới hơi bị đẹp ha. Đúng rồi. Không? Nhìn rất là phong cách nha. Chút đồ này là của cưng phải không? Dạ. Đồ này dạ, cũng là cái đồ đám cưới luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ, đúng. Vậy chút nữa nhớ cho địa chỉ tới mua mấy cái áo hoa này nghe, tại anh khoái lắm. Dạ chắc chắn. Rồi, giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Tăng Hoàng Nguyên. À em năm nay 31 tuổi. 31. Nguyên làm công việc gì? Dạ em đang làm DJ. Wow, DJ. Làm gì thấy chưa? Ê, thấy chưa? Như nó khiến người sao ta? Hồi nãy chị nhớ không? Trước khi vô chương trình các em tạo dáng. Chạy rapper luôn á. Rồi là bây giờ là em vẫn đánh trong các sàn đúng không? Dạ đúng rồi, em vẫn hoạt động ở trong các club và ban đêm ở khu vực Bùi Viện và quận Nhất. Ồ hay quá. Em có đào tạo học viên không? Dạ, thôi đừng nhận ảnh. Thôi vậy. Thôi. Thôi thấy ảnh rất là tiềm năng. Tướng luôn á, tướng ta DJ như thế. Cái công việc đó là phải thức khuya đúng không? Ừ. Thức khuya. Mà anh Bin á thì bây giờ tuổi già sức yếu, ảnh tức tuần lễ á là ảnh đổ bệnh, là mất công em mang quà nữa. Bỏ đi. Thôi chúng ta có thể học online được đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mời vợ của DJ.
Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận ạ. Con tên là Ngọc Châu, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại con là kinh doanh yến, bán yến tại nhà với lại Sở Khuyên. Sở Khuyên đúng không? Dạ. Ngọc Châu hả? Dạ. Trời ơi, Bí Ngô tên thật là Ngọc Châu đó. Ê vậy hả? Ê, cái này chắc là vợ em sở cho em đúng không? Bật thí nghiệm, bật thí nghiệm. À vậy đó hả? Thí nghiệm. Sở đâu? Dạ. Nó sở tại đâu kìa? Bốn cái hộp ở trên lỗ tai. Trời đất. Ồ, cưng sỏ bằng kim hay gì? Dạ, bằng kim chuyên dụng ạ. Tại vì con Bí Ngô á, là Ngọc Châu đó, trời ơi, nó mong muốn nó được sỏ lỗ tai quá. Dạ. Mà không biết ở chỗ nào. Hồi nhỏ chị không sợ hả? Chưa em ơi, chị sợ cái lỗ cái là cái chỗ này nó dày quá đó cưng. Nó đi sỏ 2-3 lần rồi mà lần nào cũng bị bít hết trơn á. Dạ vậy có chương trình mình lưu số điện thoại với nhau để đó. Đúng rồi, sau đây sỏ vô thôi. Với lại anh cũng xin số luôn nha. Em dạ. Coi trên tổng thể gương mặt của anh xỏ chỗ nào được? Ngay đây. Xỏ như hàng một như mũi trâu á. Đó đi nè. Ấy hột xoàn vô hả cưng? Dạ. Rồi em xỏ một cái đây nè Bin. Em mua một cái hột xoàn đâu cũng 5 gra, em dứt vô đây là xong hàng. Tưởng tượng đi cái mặt nó luôn. Rồi, bây giờ chàng DJ và cô gái Sở Khuyên, các bạn có thể kể cho chương trình biết là cái cơ duyên lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau đó, cũng là một cái lần vô tình thôi thì người bạn thân của em là thích em gái của vợ em là bạn này thì mới rủ em đi chơi chung, có nghĩa là hai cặp là, nhưng mà chủ yếu là bạn kia muốn tán em gái còn em chỉ là đi chơi thôi đi là tức là đi theo cho có tụ đó. Dạ cái tụ kia có dính không hay là chỉ có tụ này dính có tụ này dính cái dòng đời nó vậy đó, bởi vì chị hỏi liền đấy không, dòng đời nó ngược ngạo lắm, thường là vậy đó. Thì cái ấn tượng đầu tiên của em gặp bạn này là khi mà em nhìn từ phía sau tới là tóc rất là dài. Dài lắm ạ. Bây giờ còn dài không? Thì dạ vẫn còn ngang lưng thôi chứ lúc trước là tới mông luôn, qua mông luôn. Bây giờ vẫn dài luôn ha. Dạ. Thì chưa thấy mặt nữa, nhưng mà khi mà nhìn vậy thì bắt đầu thấy trong lòng mình nó có cái cảm xúc lạ lạ rồi. Mới nhìn phía sau thôi đó mà thấy lạ rồi hả? Bạn này bạn là tức là trong tiềm thức của bạn á là bạn đã thích một hình ảnh cô gái tóc dài rồi. Chứ còn thường á mà ở Đà Lạt á, gặp nhau mà ở Đà Lạt mà ở ban công mà chưa thấy mặt á mà xóa cái tóc này ra là em hiểu như anh Bin là coi như hiểu á. Thôi tôi gặp nó bỏ chạy luôn á. Đó. Thì lúc đó là đứng ngay Hồ Xuân Hương luôn. Hồ Xuân Hương luôn. Đứng ngay Hồ Xuân Hương luôn. Đó, mà lúc đó coi như là có sáng đẹp hay là đẹp sáng sớm. Tối thui. Tối luôn. Hay vua bạn này mặc. Mà lúc đó em mặc đầm trắng hay đầm gì nè? Như một cái màu đỏ. Không sao. Màu đỏ chắc không. Này. Căn hộ 404 của chị á là cái nhân vật nữ là mặc áo đỏ không á, cô gái áo đỏ đó. Ồ sao nè. Thì nói sau buổi đi chơi ngày hôm đó thì cũng có nói chuyện với bạn này rồi mình dần dần tự nhiên mình thấy có cái tình cảm nó khác lạ hơn cái tình cảm bạn bè chút rồi quyết định là sẽ thử theo đuổi bạn này xem như thế nào. Nhưng mà cái lúc mà khi mà em nhìn đằng sau em thấy tóc dài vậy, đến lúc mà em cận cái mặt lúc mà quay lại thì cảm giác em sao? Dạ em thấy bạn này cũng xinh. Quá đẹp chứ xinh gì. Đẹp chứ xinh gì. Quá đẹp luôn đúng không? Dạ thì đối với em lúc đó là bạn này rất là ok. Trái tim là xuyến xoắn liền đúng không? Biết sao không chị? Dân DJ á là gặp gái đẹp nhiều lắm. Gặp gái đẹp trong pub, trong club rồi nhiều lắm. Đó, cho nên là gặp cô này thấy cũng được thôi. Đó. Dạ không phải đâu. Lúc đó em mới 17 tuổi rồi. Ủa là lâu lắm mà hả? Dạ là tụi em quen nhau đến bây giờ đã là 13 năm rồi. Trời ơi vậy hả? Mai chúc mừng hả? Vậy lúc đó em còn đẹp cỡ nào nữa ta? Bây giờ mà đẹp dạ, như vậy hả? Dạ lúc đó là em 19 tuổi. Còn chồng là lúc đó 17 tuổi. Là chị? Chị em đúng không? Dạ. Em mê chị thì cũng giống em mê chị Thúy Nga thôi. Em Thúy Nga mấy tuổi? Em nhỏ Thúy Nga 3 tuổi đó. 4 tuổi. Thì đó đang ta gấp đôi thôi chứ nhiêu. Ủa em gấp đôi người ta đó. Đây ta mới có phân nửa. Rồi sao nè. Nhưng mà ấn tượng của em về Nguyên thì lúc đó như thế nào? Dạ lúc đó thì em không có ấn tượng gì về Nguyên hết. Tại vì Nguyên là bạn của em gái. Kiểu vậy đó, em lại không thích người nhỏ tuổi. Vậy như vậy là em kêu Nguyên bằng em rồi. Dạ xưng tên. Dạ xưng tên thôi. Rồi bạn chở đi vòng vòng thì mình nói trời nó trăng tùm lum la vậy đó. Cái mình biết là bạn thích. Cái mình cứ né. Né là do xấu trai, dạ không đẹp trai hay là do cứ, tuổi? Cứ ấn tượng là nhỏ tuổi thôi, biết người ta thích mình cái là mình cứ né. Né chị ra đi em share. Dạ. Lúc đó chắc em còn phiền quá. Nhưng mà lúc đó Nguyên có biết rằng là chị né em là do em nhỏ tuổi hơn không? Dạ cũng có cảm giác, với lại mỗi lần qua nhà chơi thì cũng hay thể hiện cái tình cảm ra nhưng mà thấy bị từ chối rồi. Má vợ lúc đó cũng không thích lắm. Tại vì thấy còn nhỏ.
mà nói chuyện yêu đương này kia thì má vợ cũng không thích lắm. Không thích lắm. Nhưng mà làm cách nào để mà em cua được người chị này? Em nói chung là hồi đó còn đi học á, mình hay coi mấy cái phim Hàn Quốc á, mình cũng bắt chước theo, mình lãng mạn. Rồi ở trên Đà Lạt thì cái khung cảnh nó cũng hợp lý. Đúng rồi, rất là hợp với lại những bộ phim Hàn Quốc đó. Đâu kể cho anh nghe một số cái chi tiết lãng mạn là sao? Những cái phương thức mà em cua chị. Hồi đó tụi em bạn này hay thích đi học Anh văn trung tâm, thì em có xin đăng ký đi học theo, mặc dù là em không thích Anh văn chút nào hết. Đăng ký học chung với bạn để lấy cớ chở đi chơi, chở đi học. Xong rồi rủ cúp cua. Xong rồi em chở đi xuống dưới Hồ Tuyền Lâm. Rồi em đốt pháo hoa, dưới đó, rồi mua bông, mua đủ thứ để dụ bạn này. Dạ. Nói chung là ở Đà Lạt thời gian đó là tụi em nói chung là đi hết tất cả mọi điểm trong thành phố Đà Lạt, rồi đi cả các điểm du lịch luôn. Nói chung có chỗ nào lạ là em chở bạn này đi chơi hết. Dạ. Mà bạn ấy vẫn không chịu. Dạ đúng rồi. Bao lâu em? Một năm. Một năm trời. Một năm trời. Tốn nhiều tiền không? Dạ. Lúc đó thì mỗi ngày chỉ được 30.000 thôi, nhưng mà đổ xăng thì hết 15.000 rồi. 15.000 là... ngày 50 đi, cứ cho những ngày 50 đi. Gặp thời này là mệt mỏi luôn á. Một tháng là 1.5 triệu em, 1.5 triệu mà một năm trời nha, em tính là nhiều đầu tư cũng lớn à chứ. Đó nhiều. Vì 17 tuổi á mà với cái số tiền vậy là không có đơn giản đâu. Cũng may là cô tới bây giờ hỏi thiệt, bây giờ tới giờ xin lời không? Tới bây giờ nè, tới bây giờ. Có lời một cục 5 tháng. Lời đó một cục 5 tháng luôn. Rồi bây giờ nè, rồi tức là trong một năm đó là bạn không chấp nhận. Dạ. Nhưng mà qua đến khi nào thì bạn mới chấp nhận em? Dạ, có nghĩa là cái lúc đó là em buông xuôi. Lúc qua đó là một năm á là cái quải quá buông xuôi luôn. Em bắt đầu em cảm thấy nản rồi thì với lại lúc đó bạn này cũng có nhiều người theo đuổi quá. Mình thì lúc đó em tính ra là em là ở vị trí thứ tư rồi. Đúng rồi, với cái nhan sắc này mà chắc chắn là mình phải lựa chọn. Bắt đầu mình cảm giác là nản rồi. Cái mình quyết định là mình không theo đuổi nữa. Thì khi mà bạn này thấy em không theo đuổi nữa thì bắt đầu bình thường có người quan tâm, tiếc. Có người qua chở đi ăn, đi uống, đi chơi, đi học. Thì bây giờ không thấy nữa, không thấy ai nhắn tin hỏi han. Thì bắt đầu bạn này cũng cảm thấy là nhớ nhung. Cảm thấy cái mất quan trọng, mức độ quan trọng của em. Nguyên thấy không, cuộc đời không? Theo tình, tình dậy, dậy tình, tình theo, đúng không? Bây giờ để hỏi cảm giác của bé vợ đi. Lúc đó làm sao tự nhiên một năm ta săn đón mình, đưa mình đi khắp nơi. Đầu tư đủ kiểu đúng không? Đùng một cái cắt đứt thì lúc cảm giác em sao? Dạ kiểu như là mưa dầm thấm lâu á, tới lúc mình thấm rồi cái tự nhiên cái ông chạy mất tiêu. À, lúc đó thấm rồi đúng không? Mà giả bộ đúng không? Ủa nhưng mà ngộ lắm em ơi, thấm hồi nào mình không biết. Giống như cái đó nó giống như là một thói quen, ngày nào mở mắt ra cũng thấy ảnh. Chúng em một ngày muốn đi đâu cũng thấy ảnh này kia nọ, cái đùng một cái á, chặt đường săn cổ một cái, giống như là cái đường huyết mạch á, chặt ngang một cái là chơi hiếu giới liền, đâu, hiếu cũng chơi chiêu á. Sao lúc đó cảm giác em sao? Dạ cũng khó chịu, xong rồi cái mình cũng con cũng nói chuyện cũng chủ động liên lạc vậy đó, rồi xong rồi cái ảnh tỏ tình thêm một lần nữa, xong rồi lúc đó con mới chịu. Đổi nó nghe nè. Lúc vậy mấy cái đuôi kia thì sao? Tại vì Nguyên nói không là không có cái đuôi nào mà chịu hết trơn á, nhiều người đeo đuổi nhưng không có chịu ai hết luôn. Dạ đúng rồi. Đúng là cái duyên đó nghe. Tại sao cuối cùng lại chọn cái đuôi này? Có nghĩa là có bốn cái đuôi đúng không? Dạ. Rồi xong rồi tự nhiên cái đuôi này chặt một phát. Dạ. Rồi ba đuôi kia vẫn còn không? Dạ cũng còn. Hay là cùng một lúc là bốn cái đuôi nó chặt hết? Dạ không, mấy anh kia cũng còn đeo đuổi vậy đó, nhưng mà kiểu như là anh này cho con cảm giác là an toàn nè. Với lại kiểu như là ảnh ấm áp. Dạ đúng rồi, với anh kiên trì lắm. Kiên trì, rất là kiên trì, cho nên là xong rồi con liên lạc lại với ảnh. Dạ. Rồi trong bao lâu thì ảnh trả lời con, hay là ngay lập tức? Liền luôn. Liền luôn. Dạ liền luôn. Ô, khoan khoan xí xí, tức là con chặt cua là bao lâu? Nhanh lắm. Dạ nhanh lắm, khoảng tầm đâu một tuần à. Đúng rồi, gái chị nói. Tại em nhớ từ sáng tới chiều mà không nhắn tin là đã khó chịu rồi. Qua ngày hôm sau là vượt ngưỡng rồi. Đến ngày thứ ba cảm thấy bực bội rồi, ngày thứ tư là phải nhắn thôi. Tới luôn. Là phải nhắn thôi. Là trong cái con tuần đó đúng không? Dạ. Tại trong cái thời gian theo đuổi cũng suy nghĩ là mình tới sau, nhưng mà mình được cái mình ở gần nhất, cự ly nhì tốc độ. Nhưng mà sau khi mà bạn liên lạc lại với con á, là cái lời tỏ tình thứ nhì là cách đó là bao lâu? Dạ là sau đó khoảng vài ngày thì có hẹn nhau đi chơi. Thì lần này tỏ tình nghiêm túc hơn. Rồi. Đó, cái lần đó tỏ tình là như sao nè? Dạ thì cũng vẫn đi xuống cái địa điểm quen thuộc là dưới Hồ Tuyền Lâm thôi. Còn làm gì? Là lần này để bạn ở ngoài đợi. Thì ở Hồ Tuyền Lâm nó có một cái cầu, có đi ra một cái căn nhà để mình ban đêm người ta đốt cái đèn soi cho mấy cái thuyền bơi. Thì chuẩn bị sẵn mấy cái pháo hoa, cái xong rải khắp cái đó, xong bắt đầu đi một vòng đốt cho nó cháy lên, xong rồi dẫn bạn ra và hỏi nếu mà bây giờ mình quen nhau thì lúc đó vẫn xin tên thôi. Nguyên muốn có một cái câu chuyện tình yêu nó nghiêm túc, và một cái câu chuyện tình yêu nó
sẽ đi với nhau thật là lâu. Dạ, tại vì trước đó là con có quen nhiều người rồi, nhưng mà chỉ là không có cảm giác là yêu, chỉ là thích thôi. Có quen nhiều người là trong thời gian nào? 17 tuổi con cua bé này rồi. Rồi dạ. Xong rồi con lại nói trước đó là kiểu như là đi học là tình cảm 16 tuổi luôn cho. Con quen lúc nào? Dạ nhiều lắm, quen cũng được đâu 3-4 bạn trước. Con đừng nói là một tháng chia tay đó, một cho là chưa một tuần chứ. Một tuần chia tay là con quen thêm. Dạ, không có đâu đúng dạ, không? Dạ không. Vậy là trong lúc quen với người ta là có quen người khác nữa? Dạ không, thực ra là không có quen ai hết. Vậy sao con nói con quen nhiều người? Là trước đó. Trước 17 tuổi tức là con bắt đầu yêu người. Đi học là thích. Là thích kiểu rồi. Tình cảm học sinh thôi. Đúng rồi. Nhưng mà chị ơi, kiểu như là không mình... cái thời đó tôi nói từ cấp 2 là đã để ý rồi. Trời ơi, bây giờ nít nó yêu sớm lắm. Nhưng... bây giờ gì cách đây 13 năm đúng không nội? Trời ơi, từ xưa em cũng vậy đó, cấp 2 em yêu thương. Ờ quên, anh có thương thầm chị Thúy Nga. Em nữa. Hơn anh 4 tuổi á. Hoài cái vụ này hoài. Anh bị ấy, anh bị fail. Nhưng mà cái mà ấn tượng nhất trong một năm theo đuổi bạn này là bạn rất là cá tính. Và những con gái Đà Lạt thì lại không như vậy. Con gái Đà Lạt thì kiểu nhu mì. Nhu mì rồi nói chung là công chúa. Còn bạn này rất là cá tính nên cảm thấy bạn ôi sao bạn này lạ quá. Càng tìm hiểu càng thấy thích như một người con trai vậy đó. Có lúc thì giống như là hai thằng bạn đi với nhau. Có lúc thì khi mà con cảm thấy có, cuộc sống nó có những cái buồn thì chia sẻ với bạn này thì cảm thấy là có thể san sẻ được, rồi có thể đôi khi dựa dẫm cho bạn này nữa. Nên nó mang tới nhiều cái cảm xúc. Rồi dạ. Nghĩa là đến cái lần ở Hồ Tuyền Lâm là cầu tỏ tình là coi như chính thức quen nhau đúng không? Rồi có nghĩa là các bạn là ủa như vậy là các bạn ở Đà Lạt suốt luôn hay sao? Dạ thật ra là vì cái thời gian lúc đầu á là vì gia đình của bạn gái của vợ con là có chuyện buồn nên là ba má con mới chuyển lên Đà Lạt ở một thời gian thì khoảng hơn hai năm. Thì sau khoảng thời gian 2 năm đó thì cả gia đình chuyển về Biên Hòa lại. Là hai đứa quen xa. Biên Hòa con về Biên Hòa. Dạ. Rồi bạn này thì vẫn ở Đà Lạt. Dạ, dạ đúng rồi. Là yêu sao bao lâu? Dạ khoảng 6 tháng. Không, vậy là hai đứa cũng hay bởi vì lúc đó là con mới có 18 tuổi thôi đúng dạ, không? Dạ lúc đó là 19 rồi. Không, lúc mà con yêu bạn này là 17, con... 2 năm sau là 19. Ừ, thì là 17 á, 17 dạ. Nhưng mà là con cua phải bạn này tới 5 lận. Dạ đúng rồi. Là 18. Con 18 là dạ. Con mới chính thức là con có bạn gái đúng không? Dạ. Rồi có chút xíu là coi như là bị yêu xa. Dạ. Coi như được 1 năm là 19 tuổi là yêu xa hết 6 tháng đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Mà lập luận rồi kiên định ghê, không có lộn xộn gì là hay chứ bộ. Bây giờ mình phải hỏi nghe, trong cái thời gian yêu xa như vậy thì là có xa mặt cách lòng. Rồi có chia tay không? Dạ không. Thật ra là càng xa thì càng thương. Dạ. Cứ mỗi tháng mà lúc đó là con vừa mới học xong trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật chuyên ngành du lịch thì con có đi ra làm ở Lệ Tân ở một cái khách sạn đó thì cứ mỗi tháng lãnh lương ra là bắt xe đi xuống thăm bạn này liền cứ mỗi tháng một lần như vậy. Rồi bạn này có lên Đà Lạt không? Con có lên dạ không? Không, con không có được đi qua đêm. Dạ gia đình khó không có được đi qua đêm. Không phải là nhỏ quá. Dạ đúng rồi. Dạ mà cái đường từ Biên Hòa đến Đà Lạt xa chứ bộ. Đúng rồi. Lên xa. Đà Lạt rồi lúc đó nếu mà gia đình có mẹ lên đó thì không gì. Còn nếu mà không có mẹ đi lên Đà Lạt rủi ông này ông đủ làm gì sao? Đúng không? Dạ. Nhưng mà hai đứa là coi như là giữ cho nhau cho đến đêm tân hôn luôn hay sao? Dạ là 8 năm ở bên nhau 8 năm rồi thì bạn mới tin tưởng bạn trao cho. Tới 8 năm luôn hả? Dạ. Ủa sao mà giữ cho tới thời gian lâu dữ vậy? Tại yêu xa cũng mấy năm mà hả con? Yêu xa dạ yêu xa 6 tháng. Rồi xong rồi yêu xa 6 tháng. Rồi ảnh xin bố mẹ đi xuống Sài Gòn để ở gần ở với chị hai để ở gần con hơn. Dạ, lúc đó thì ảnh xin xuống Sài Gòn để học DJ. Xong rồi ảnh ở Sài Gòn con ở Biên Hòa thì hai đứa cũng gần hơn rồi. Dạ. Vậy mà vẫn giữ gìn được cái 8 năm. Giữ cái 8 năm luôn. Dạ. Hay quá, hai đứa này đáng yêu ghê. Mà lý do vậy? Do dạ tại vì kiểu như là gia đình con nói chung là gieo cho con từ nhỏ tới lớn là kiểu như là để dành cái thanh xuân cái ngàn vàng cho mình để cho đêm tân hôn đó. Cho nên là con cứ mỗi lần con sợ là không có cho. Xí nó nghe nè, không dạ. Cho nhưng mà ổng có đòi không? Dạ có chứ. Dạ có chứ sao không có được. Nhưng mà được cái cho là... rồi có giận không? Cái mặt dạ, ổng không. Sao? Nói chung là cũng dụ cũng nói chung là cũng đòi cũng dụ đủ thứ nhưng mà được cái là rất là cưng rất là chiều con cho nên là ví dụ con không cho thì cũng thôi tôn trọng. Rất là không tôn sao trọng đâu em. Dạ, rất là tôn trọng chứ không phải là muốn cho bằng được. Dạ. Lúc đó con có cảm giác là bạn này bạn không yêu mình không? Dạ không ạ, tại
trong cái suy nghĩ của con khi yêu bạn này là không có đặt nặng cái chuyện đó. Đúng rồi. Tại vì thật sự là rất khó để gặp một cái người mà cho mình được một cái cảm giác mà mình yêu người ta hơn yêu bản thân mình. Ồ, hay quá. Cho nên là khi mà nghĩ tới cái điều đó thì nghĩ cũng bình thường thôi, với lại có thể là do cái hoàn cảnh sống nữa, do cái môi trường sống nữa, là ở Đà Lạt thì cuộc sống nó nhẹ nhàng lắm rồi. Nó khiến cho con người ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng trong mọi việc vậy đó. Nên trong cái suy nghĩ của con cũng không có nặng nề quá. Được rồi, quá hay. Rồi á, là tụi sau bao lâu tụi con cưới nhau? Dạ 11 năm. Dạ 11 năm. Sau 11 năm có nghĩa là 11 năm luôn. Sau bắt đầu trao cho nhau cái ngàn vàng là 3 năm sau mình dạ cưới đúng không? Dạ đúng. Mà thực sự là tụi con có cảm thấy hòa hợp với nhau không? Tụi con dạ có. Hòa hợp không? Rồi có em bé chưa? Dạ con có một em bé được 5 tháng tuổi. Là mới đây ra. Dạ, 5 tháng tuổi. Sao mà chị hỏi không? Em biết sao chị hỏi không? Thực ra hỏi như vậy để mà thông qua câu chuyện của hai bạn này á, thì cũng muốn chia sẻ một chút với lại các cặp mà có một cái gọi là thanh mai trúc mã mà yêu nhau từ tuổi sớm. Tại vì con nít bây giờ như em nói á, là các bạn yêu nhau sớm lắm. Dạ. Khi 15, 16 tuổi là đã biết yêu, đã biết rung động rồi. Thì rõ ràng ở đây cái việc là sống thử thì ở thời điểm này rồi, thời đại này rồi, cũng không ai mà gọi là lên án cái việc sống thử cả. Dạ. Thế nhưng mà nếu như mà các em á, mà được giống như cái cặp này á, thì cái phần nhiều, cái phần lợi sẽ đến với mình nhiều hơn. Lý do cái lúc mình nhỏ nhiều khi mình không có cái là control được bản thân mình, mình không có biết được cái lợi cái hại, thì nhiều khi nó xảy ra những việc đáng tiếc. Ví dụ như là có thai trước thì thử tưởng tượng đi, lúc đó là mình sẽ phải làm mẹ nè, làm vợ nè, học hành thì chưa đến đâu nè, sự nghiệp chưa có gì cả, thế là cuộc sống của vợ chồng nó sẽ đi đến cái chuyện gọi là gặp khó khăn. Nếu gia đình giàu có mình không nói làm chi, nhưng mà nếu mà tự các bạn mà phải bươn chải, tự các bạn phải làm sự nghiệp của mình, thì lúc đó là gần như tương lai sự nghiệp của mình nó gọi là nó chững lại, nó đứng lại luôn. Và gọi là rất ít người có thể vượt qua được cái ải đó để tạo dựng cái sự nghiệp nó rạng rỡ cho mình, cho cuộc đời mình cũng như con cái mình được sung sướng. Thành ra là tại sao cô Vân hỏi như vậy là bởi vì muốn là nếu như các bạn trẻ nào mà mình yêu nhau sớm á, thì mình có thể bắt chước hai bạn này. Và rõ ràng bây giờ các bạn thành đạt rồi đó, nhìn cặp này là mình thấy là ai cũng có sự nghiệp riêng cả đúng không, mà lại rất là hạnh phúc rồi. Bây giờ trái ngọt ra đời là 5-6 tháng rồi mà coi như là cô dâu chú rể này nhìn phơi phới vậy mẫn. Đó mơ đó là cũng muốn chia sẻ vậy thôi. Và nhân đây thì mình cũng muốn là các vị phụ huynh nếu mà có xem chương trình và nghe những lời khuyên của chị Vân thì chúng ta phải là những người đồng hành với các con của mình. Chính xác. Và ghi nhận những cái gì mà chị Vân vừa chia sẻ để có thể là mình có thể đến cái lúc này chúng ta sẽ cho con cái xem, hoặc mình có thể mình hiểu biết thêm để mình có được một cái phương thức nào đó để mà mình giáo dục con hiểu về giới tính, hiểu về cái việc gọi là đúng yêu rồi nhau và giữ cho nhau như thế nào. Ủa nhưng mà anh thắc mắc hoài, tới 12 năm mới cưới là sao? Dạ thật ra là 11 năm là vì do gia đình hai bên là không có kinh tế khá giả đó, là được. Nên họ chủ động được cái chuyện cả đó, cả hai là quyết định là tự chủ. Là nhưng mà em con cầu hôn bạn này là vào một cái ngày cũng khá đặc biệt, đó là cái ngày 7 tháng 7 năm 2017. Thì số 7 đó. Cái ngày đó nó con đã mua cái nhẫn cầu hôn trước đó khoảng nửa năm rồi. Này cũng chuẩn bị rồi nhưng mà vẫn chưa sẵn sàng. Thì tới ngày hôm đó thì khi mình thức dậy mình cảm thấy ồ cái ngày hôm nay nó thật đặc biệt luôn, thì mọi thứ nó đến giống như là cái tình yêu này nó đến một cách tự nhiên vậy đó. Thì quyết định là đặt hoa, đặt bánh, rồi đặt nhà hàng, rồi xong rồi cũng hẹn bạn này đi ăn, rồi xong cũng làm một cái màn cầu hôn gọi là cho bạn cảm giác bất ngờ. Mình cũng 2 lần bất ngờ gì nữa đúng không? Dạ, lúc ngờ, rất là bất ngờ. Dạ. Hồ Tuyền Lâm đã bất ngờ như Hàn Quốc rồi đúng không? Rồi anh giờ thêm cái lắm. Nhưng mà ok không? Cái lần cầu hôn. Dạ chắc chắn. Dạ, có. Nhưng mà lúc đó cũng hơi rung lắm. Đến mức độ mà không có nhờ ai quay phim hết, thì rất là may là có một cái bạn nhân viên thì bạn móc điện thoại ra bạn quay lại cái khoảnh khắc đó. Dễ thương. Chị nhớ cái lúc đó là quỳ xuống và chị nói rằng em có chấp nhận làm vợ anh không, còn những cái câu sau đó thì quên mất tiêu rồi. Quên chừng. Bây giờ là nhất quyết không nhớ luôn. Anh chuẩn bị rồi, anh kiểu giống như là bữa đó thấy ảnh cứ nhẩm trong miệng cái gì đó giống như là lên sớ sẵn vậy à. Xong rồi cái tới lúc mà ảnh tặng hoa xong cầm bánh kem ra là con thấy ảnh rung quá trời rung. Sao tự nhiên quỳ gối xuống à, con cũng bị đơ luôn. Mà ảnh quên thoại, quên lời hết trơn, không biết nói cái gì với con luôn. Anh chỉ nói là con chỉ nhớ được một câu là em có đồng ý làm vợ của anh không. Rồi cái gì gì nữa đó, rồi xong rồi
nửa đời còn lại sau này của em thì hãy để cho anh chăm, được chăm sóc nha. Yeah. Đó là... Trời cũng may là ông nói là vẫn đúng chính tả đó. Dạ. Chứ có cặp đó chị nhớ không? Ông chồng quỳ xuống, em ơi em có đồng ý làm chồng vẫn không? Có, đã đúng có rồi. Câu chuyện trên sân khấu này rồi. Nói lên và nói ngược lại chứ. Dạ. Gọi như là đồng ý. Dạ. Mà năm đó là năm đó là năm 2017. Dạ. Ôi vậy thì tại sao tới 2020 mấy mới đó dạ, đám cưới luôn. 2020 không? Dạ. Ủa? Sao lâu chứ vậy? Dạ cũng dạ. Vì kinh tế. Tại vì nhiều. Có nghĩa cầu hôn thôi. Dạ. Nhưng mà chưa đám cưới. Cầu hôn giữ chỗ. Cầu hôn giữ đặt chỗ. Dạ giữ chỗ chứ đám cưới. Dạ. Nhưng mà khi mà con quyết định cầu hôn bạn này là mình cũng xác định là ngày hôm nay nó khác rồi. Từ hôm nay trở về sau là mình có động lực để mình làm việc chứ mình tại vì lúc trước thì cái công việc này nó cũng không phải là cái nguồn thu nhập chính. Thì sau này nó bắt đầu ổn hơn thì con mới cảm thấy là mình tự tin mình muốn xây dựng gia đình. Thế là bạn này vậy cái là cái cặp này có mấy nấc á. Đúng rồi. Nấc đầu tiên á là cái nấc mà ở Hồ Tuyền Lâm á là bạn gái là đã có động lực để mà yêu xa, để mà thủy chung, để mà phấn đấu rồi. Xong đến lúc mà mình trao cho nhau cái của gọi là của ngàn vàng á, cái ngàn vàng rồi thì bắt đầu mình phải cầu hôn chứ. Mình phải cầu hôn để bạn thấy cái gọi là cái chân tình của mình chứ, đúng không? Rồi. Là coi như là một cái ngưỡng thứ nhì rồi. Như vậy đó rồi đến khi mà làm đám cưới và bây giờ cho cái trái ngọt đầu tiên nữa thì chắc phải có một cái hột xoàn nữa rồi chứ phải làm thêm lần nữa sau đây là phải thêm một cái lễ nữa đó, đại khái là lãng mạn. Như vậy là cái đêm đó là cô ấy trao cho Nguyên luôn đúng không? Dạ không, trước đó. Trước đó rồi. Trao rồi thì bây giờ mới phải cầu hôn để có trách nhiệm. Nhiều chuyện. Em hiểu không? Tức là phát triển tâm lý là phải như vậy. Dạ. Đó. Nói chung là từng bậc từng bậc. Nói chung là cái chuyện tình yêu này nó hơi cổ điển. Không, dạ. Nó đẹp lắm. Nó rất đẹp nha, nó rất đẹp. Thế mà bây giờ anh tò mò anh muốn biết là bây giờ cuộc sống hai đứa là khá hơn rồi đúng không? Dạ cũng đỡ mà. Dạ cũng đỡ. Tại vì ảnh hưởng do dịch á, từ 2 năm qua thì cái công việc ở Nai Lai thì nó bị ảnh hưởng nhiều. Trước mắt là công việc DJ là dạ, nói chung là hai đứa cứ yên tâm là cả thế giới chứ cũng phải riêng gì Việt Nam mà không có riêng gì gia đình hai đứa đâu. Anh 6 tháng này trước đây là luôn. Trước cái cặp này là một cặp hai vợ chồng nước ngoài luôn mà cái bạn nữ bạn nói chuyện bạn phải bật nước khóc luôn á. Là bởi vì người chồng nước ngoài cũng bị ảnh hưởng tại đây luôn. Đúng rồi. Thương lắm. Nhưng mà bây giờ mình ổn rồi phải không? Dạ. Bây giờ từ từ mình phải ổn rồi. Mình phải ổn thôi. Thôi bây giờ mình tới cái vụ tới kia. Tới cái vụ kia đi. Đó. Đó sống biết nhau chắc không có thấy hư tật xấu nào đâu ha. Sao nè, bây giờ hỏi vợ trước đi. Dạ. Anh ấy có những cái tật xấu gì không? Thấy sao mà đẹp quá. Anh thương nó chiều em vậy lắm. Dạ, anh chiều, anh rất là chiều ạ. Anh chiều dữ lắm, chiều luôn. Mà chỉ có một cái là cọc. Với lại có chuyện gì anh nói hoài. Bực lên là cứ nói mà không có kiểm soát được cái lời nói của mình luôn. Nhưng mà nóng lên thì những cái phản ứng nó như thế nào? Thì anh tự làm đau mình thôi. Thì anh chịu nóng lên nói mà con không nghe. Dạ. Đấm tay vào tường. Tự đấm tay vào tường. Rồi có đập kiến không? Dạ không. Bà đồ vậy nhà nói là con lắng nghe hay là sau đó thì anh cứ nói hoài. Mỗi lần mà con nói biết rồi đừng nói nữa. Cái là cái anh nói sai thấy anh thấy sai anh nói cho nghe tại sao mà cứ cãi anh vậy? Tự đấm tay vô tường. Tự đấm tay vô tường. Dạ. Có bao giờ đập đầu vô tường chưa? Dạ chưa. Có vậy cái đô lần nhẹ, đô này còn nhẹ. Dạ. Đô kia kìa đập có đầu. Có một lần điện thoại luôn. Hả? Đập điện thoại luôn. Dạ. Lần đó là con giận. Mà có bể không? Dạ bể. Đập điện thoại là phải bể chứ. Dạ bể. Sức chứ. Đàn ông mà. Cái điện thoại cái đêm. Tại vì nhiều khi đập lên cái ghế sức đông rồi sao? Đó. Giận. Bây giờ còn vậy không? Dạ vẫn còn chứ. Chỉ có một cái là tính nóng. Nóng tính. Nhưng mà có lớn tiếng với em không? Có lớn tiếng. Dạ lớn tiếng. Cọc thì lớn, rất là lớn tiếng. Lớn tiếng với giận là cãi vã đó. Dữ dằn luôn. Rồi mỗi lần mà thường như vậy là tại sao những cái lúc mà con đập đầu đập tay vô tường như vậy là lý do tại sao? Nghĩa là khi đó là nó dồn nén quá nhiều rồi thì bản thân mình không muốn tổn thương người khác thì mình chỉ còn cách tổn thương mình thôi. Không, ý là con dồn nén những cái việc áp lực ở bên ngoài công việc của mình hay là với vợ? Khi cãi nhau với vợ rất là hiếm. Mà mỗi lần cãi là rất là to. Tại vì cứ những mình chịu đựng ở vừa áp lực công việc ở ngoài rồi đôi khi là những cái chuyện bặt vặt trong gia đình thì nó càng ngày nó càng dồn nén thì đến một lúc nào đó nó như cái quả bom nó nổ ra. Nổ ra thì cái lúc đó thì mất kiểm soát. Thì nhưng mà trong cái thâm tâm mình cũng không muốn là mình sẽ làm một cái gì đó tổn thương tới vợ, nhưng mà về cái lời nói thì hơi thiếu kiểm soát nên là cái đó con cũng vẫn đang khắc phục. Ok. Nhưng mà con có thường chia sẻ công việc của mình cho vợ không? Ví dụ nhiều cái áp lực trước đây thì có nhiều, nhưng mà từ khi vợ có em bé thì ít lại. Tại vì khi mà thấy vợ ở nhà chăm con rất là cực, mình không có muốn mang cái áp lực ở ngoài đường về trong gia đình. Yes, đúng rồi đó. Có nghĩa là khi mà đến một cái độ tuổi mà mình cảm thấy là mình đủ sức để mình
gồng gánh gia đình, mình phải là trụ cột, thì những cái chuyện đó mình có thể chịu đựng được thì mình cố gắng. Như vậy thì cái xác suất mà tự đập tay vô tường á, lúc trước khi có em bé và sau khi có em bé lúc nào nhiều hơn? À, sau này là không có nữa, tại vì khi mà cãi nhau thì chuẩn bị bụng nổ, nhìn con nhìn con là mình cảm thấy là ủa tại sao mình đang làm cái gì vậy, mình đang định nói cái gì vậy. Anh muốn hỏi là trước khi chồng em chia sẻ cái điều này, em có biết chồng em tại sao có những cái phản ứng như vậy không, là chịu đựng, em có biết không? Dạ, do công việc rồi nói chung là cuộc sống khó khăn nên là ảnh dồn nén mà ảnh không có tâm sự được với con á. Không phải là không tâm sự được mà không có dám chia sẻ, sợ là thêm gánh nặng về cho vợ mình. Tại vì mà ổng đi làm về, ảnh đi làm về là lúc nào cũng coi con buổi tối cho con nè, rồi cơm nước này kia nọ là ảnh cũng nấu. Nhiều khi ảnh cho con bú sữa đêm, canh con ban đêm cho con ngủ không à. Mà ở ngoài đường thì áp lực nhiều việc ảnh cũng không nói được. Thì mình nghĩ là lúc nào ảnh cũng ổn. Rồi tới khi mà ảnh bùng nổ thì ảnh trách là anh đã nhiều việc rồi, em còn không có san sẻ được mà còn trách anh này trách anh kia, cho nên là ảnh mới bùng nổ vậy thôi. Bây giờ này cô Đố, con biết tại sao vợ khóc? Đố tại thương chồng. Đó, tức là cái giọt nước mắt này là do là như thế nào? Có nghĩa là cổ tưởng tượng lại những lúc mà con như vậy, cổ tủi thân hay là vì lý do nào khác? Theo con thì có nghĩa là con thì con cảm thấy là đây vừa là giọt nước mắt hạnh phúc mà vừa giọt nước mắt trách móc nữa. Có nghĩa là tại sao anh không chia sẻ với em? Tại vì em vẫn muốn chia sẻ và vẫn muốn, có nghĩa là san sẻ tất cả những vấn đề với anh, tại sao anh không nói, là tại sao anh cứ cố gắng chịu đựng một mình như vậy? Cô thì cô lại có một cái cảm nhận khác con một chút xíu, có nghĩa là tại sao vợ con khóc? Là bởi vì như vậy, con hiểu đâu khi cái người phụ nữ á, nhất là người vợ, nếu họ thực sự yêu chồng của họ thì khi con có tưởng tượng lúc mà hình ảnh mà nhìn cái người chồng của mình á, đập tay vào tường hoặc đập đầu vào tường á, là người ta cái nó nhói đau ở cái tim, vì mình biết chồng mình đau, mình biết chồng mình đang rất là khổ tâm, rất là áp lực, chứ không phải là do tuổi thân là ở tại sao anh đối xử với em như vậy không phải, mà nhìn cái hình ảnh cái người chồng mình như vậy, chịu không nổi, tại mình biết chồng mình rất là đau, rất là khó chịu, rất là khổ nhưng mà không biết cách nào. Đó, nó là như vậy. Ví dụ như người chồng mà đánh người vợ lại khác nha, mà tự làm đau bản thân mình để kềm cái cơn giận xuống, để kềm những cái gì mình cần giấu xuống, thì cái nỗi tức là cái lòng yêu, lòng thương của người vợ nó khủng khiếp lắm. Bây giờ khi mà vợ con khóc á, là vợ con cái cảm xúc đó nó trào lên, có nghĩa là vợ rất thương con, thương lắm luôn á. Thương và rất là, con nhớ lại hình ảnh đó con bị xót đúng không? Xót khủng khiếp luôn đúng không? Đó, nó là như vậy đó. Cho nên cô nghĩ là sau đây thì có lẽ mình không lặp lại hình ảnh đó nữa. Đúng để rồi. Tội vợ mình nó khóc tội lắm. Vì 5-6 tháng, em bé mới 5-6 tháng đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó, mà bây giờ lại còn đứt ruột với chồng kiểu đó nữa thì là rất là tội nghiệp. Cho nên thôi đi con. Dạ. Mà Nguyên nãy nói là dạo gần đây là hết rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Từ lúc mà có con là thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà từ lúc mà có con cho tới bây giờ thì hai vợ chồng có những cái chuyện gây nhau hay là có những cái sự giận hờn vì nhau? Dạ có, gần đây nhất là vợ ghen. Là nói chung là câu chuyện này nó cũng không có gì hết, là tại vì trong cái ca làm thì sau khi làm việc xong thì sếp có nhờ con đi công chuyện trong vòng khoảng 5 đến 10 phút thôi. Nhưng mà cái địa điểm nó hơi nhạy cảm là ngay cái khu vực mà nhiều khách sạn. Thì vừa làm xong thì là lo đi liền. Là lúc đó là không có bật 3G trên điện thoại, thì lúc đó vô tình là vợ gọi vô là để cho nói chuyện với con trai. Nhưng mà lúc đó gọi không được thì gọi phi tay không được thì bạn này mới gọi điện thoại thường. Thì lúc đó là vừa xong việc là đang trên đường quay về lại cái khu vực làm việc đó, thì có giải thích nhưng mà bạn này không nghe. Cũng ghiền lắm. Rồi anh đang làm gì, anh ở đâu, tại sao em search em thấy anh đang ở ngay cái khu vực khách sạn đó. Là bạn này có cài cái chế độ là tìm kiếm nhau trên điện thoại. Thì con có giải thích, rồi cũng có chụp hình nói chuyện với quản lý trong cái khoảng thời gian đang làm việc đó cho bạn xem, giải thích cho bạn. Thì bạn này bắt đầu cũng hơi nguôi. Tự nhiên lúc đó thì con này cũng thấy oan ức quá. Tại em đang đi làm mà, cũng thấy oan ức quá. Rồi hôm đó cũng gặp một số cái vấn đề là trong công việc nữa. Cái xong cũng nói là tại sao em không có hiểu anh, anh đâu có làm cái gì đâu, em phải tin tưởng anh chứ. Thì nói chung là do tâm lý sau sinh của vợ.
nó cũng có những cái nó bất ổn, mặc dù là con cũng cố san sẻ bằng mọi cách là san sẻ việc chăm sóc em bé nè, rồi làm những cái việc trong nhà như nấu ăn, dọn dẹp đồ này kia là con làm hết. Nhưng mà vẫn cảm thấy là vẫn chưa đủ, chưa đủ với vợ lúc đó. Cũng tâm lý lắm, nhưng mà không hiểu sao là tại sao mình tâm lý như vậy. Mình hết ngoài cái thời gian làm việc lúc nào mình cũng ở nhà, nhưng mà tại sao vợ vẫn ghen dữ vậy. Và mặc dù là định vị thì con vẫn bình thường luôn, con không có suy nghĩ gì về cái vấn đề là định vị hay gì hay không. Thật ra là nếu mà cài cái đó vô thì bạn này có đi đâu, đi làm xa thì con vẫn biết được là bạn có an toàn hay không. Nên cũng không có đặt nặng nhẹ cái vấn đề đó, nhưng mà không hiểu tại sao là ghen dữ vậy. Đó, hay là chồng có cãi nhau lớn tiếng thì cũng khá căng thẳng. Nhưng mà nó hết nhanh lắm. Khi đến khi tối đi làm về nhìn thấy con trai đang nằm đó rồi thôi, ngày hôm sau lại bình thường. Khi nào đòi ly dị không? Dạ không. Rồi hai đứa chưa bao giờ cãi nhau đến cái mức mà phải đòi chia tay chia chân. Dạ đúng. Dạ đúng rồi. Như vậy là quá như tốt vậy rồi. Quá tốt rồi. Và nhất là khi mà con đã nói, khi mà đã nói, Nguyên đã nói được cái điều gọi là nhìn con mình á, xong tất cả mọi thứ bỏ qua hết. Dạ đúng rồi. Bạn đã hiểu được như thế nào về gia đình. Dạ. Rồi bây giờ thôi tới Nguyên đi. Giờ, con, tật xấu của cô ấy là vợ gì? Con tố con là tánh con hơi nóng. Nóng tính. Còn đó. Vợ con sao? Tại vì tính con là nếu mà cảm thấy cái gì đó nó không ổn thì là nói thẳng ra và phải giải quyết ngay lúc đó luôn. Rồi. Còn vợ thì là im lặng. Im lặng và không nói gì hết. Đến khi mà con nói nhiều quá chịu không nổi thì quánh chồng. Cô ấy cũng nóng. Nhưng mà đây là quánh thẳng luôn. Quánh thẳng luôn hả? Bật thẳng luôn hả? Tay luôn. Chắc lúc tay. Đó ỷ nó xanh trước á, nó có quyền quánh con á. Rồi nói chung là nhưng mà quánh sao, quánh đau thiệt không, đâu quánh yêu à, đau rồi con sao? Quánh mạnh tay đó. Thì con đứng chịu trận thôi chứ chịu trận luôn chứ không có không có dám phản kháng, không dám phản kháng gì hết. Rồi nó nghe nè, chị không thương em gì hết à. Người ta giận người ta đấm tay vô tường, còn cô giận là cô như cô bụp ổng luôn. Vậy lúc đó phản ứng của ổng á, dạ anh hay nói là anh nói nhiều nhưng mà anh không làm hết. Em cũng nào cũng vậy á, em im cũng cọc lên đánh chồng thôi. Không nói mà làm đúng không? Cọc bốc chồng luôn. Cho nên là hai vợ chồng như là bù trừ cho nhau vậy. Bây giờ nó còn đánh con nữa không? Dạ cũng thỉnh thoảng. Con thưa nó đi con, nó bạo hành con thưa nó đi. Ê, nhưng mà đánh con đánh Nguyên xong rồi đó, rồi chút nữa tỉnh lại rồi có chút ve rồi xin lỗi rồi. Dạ cũng chưa biết hối lỗi đâu, có một lần là phải gọi điện cho má vợ luôn mét. Mét thì nói má ơi, hai vợ chồng đang nói chuyện nhau đó, vợ con tán với đầu con, tán với mặt con. Trời ơi. Cái là má vợ cũng phải gọi lên liền. Rồi cũng cắt nghĩa cho vợ hiểu là không nên như vậy. Không có cắt nghĩa này phải bỏ liền nha con. Con có con trai đó, nó bắt chước con đó. Sau này vợ nó khổ đó nha. Thiệt. Nó vừa thêm cái tánh đánh cọc của ba nữa, cọc cái cọc của ba nó là coi như con vợ kia là xong hàng luôn đó. Hiểu chưa, bỏ liền tay. Ở tật xấu là nóng lên là bụp mình luôn. Rồi bây giờ cái còn tật xấu gì nữa nè? Dạ không, thực ra thì chị có cái thích mua sắm không? Đúng rồi, rất là lâu lâu là hay bê một cục toàn là đồ mà second hand về. Cái xong rồi cứ gì? Lâu lâu một cục mà cái tính của con là con thích ở gọn gàng. Còn bạn này là hay cứ rải ra đều đều cho con đi dọn chơi đó. Mà thường là mua gì? Quần áo. Quần áo, nhưng mà không có phải như người ta là thích đi vô shop rồi mua những cái áo mới, là thích mua một đống một lô vậy đó về. Xong rồi thích live stream bán. Nhưng mà thực ra là không ai mua ấy. Cho nên nó thành hàng tồn kho. Người ta có máu kinh là bảo mặt không hả? Người không mặc nữa. Bây giờ bây giờ nhiều quá rồi, xong phải lọc rồi đem đi từ thiện. Trời. Con có mua đồ cho chồng mặc đồ second hand không? Dạ không, đồ của con thì đồ nữ không? Đồ. Dạ. Bạn này bạn mua đồ second hand về để bạn làm ăn. Dạ. Live stream bạn bán. Đó, nhưng mà tại vì thời chưa tới cho nên là không có ai mua. Chưa có dèm mua bán. Cuối cùng là đi làm từ thiện. Dạ. Thì cũng được. Bây giờ mình mua đồ second hand bán được, mốt mình mua cái khác. Mình chuyển gọi là chuyển mặt hàng để coi coi là cái năng khiếu buôn bán của mình tới đâu. Dạ. Không biết ngôn vậy đó. Hay đồ ấy, xong cái đồ nào mà thanh lý là dạ, thanh lý lại hay thử á. Dạ. Cái đó cũng dễ thương. Rồi còn tật xấu gì nữa không Nguyên? Dạ hết. Hết rồi đúng không? Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ tin tưởng mình hơn thôi. Tại vì cái công việc của em nó cũng khá nhạy cảm á. Thì mọi người hay suy nghĩ là DJ là làm trong một cái môi trường ăn chơi rồi tiếp xúc nhiều người, thật sự cái điều đó là nó cũng là đúng chứ nó không hề sai. Nhưng mà quan trọng ở đây là cái người đó, người DJ đó họ như thế nào. Đúng rồi. Họ có muốn gọi là
hư hay không, hay là họ muốn mình là một người tử tế, thì anh đã thể hiện cho em thấy hết, anh đã show hết những cái gì mà anh có. Thật ra cái nghề này anh cũng không thích, con cũng không thích cái nghề này. Thật sự là con bị mắc cái hội chứng sợ đám đông. Nhưng mà cái nghề nó chọn mình thì cũng gần chục năm nay vẫn đi làm, thì cái đó cũng là cái sự may mắn. Thì nhưng mà trong cái suy nghĩ là gia đình vẫn là trên hết thôi, nên cũng không muốn đánh đổi gì cả, nên chỉ mong vợ là tin tưởng mình hơn. Ừ. Tại vì bây giờ đã có con rồi thì tất cả là dành cho gia đình. Bây giờ cô á, với hai đứa nè, cô chỉ có một cái ý kiến nhỏ nhỏ thôi. Thực ra cuộc tình của tụi con quá đẹp, đẹp quá đi, mười mấy năm trời đúng không? Qua bao mà đúc kết lại là, nếu mà tưởng tượng nha, nãy giờ cô nghe tụi con kể chuyện á, là cô tưởng tượng là toàn những khung hình đẹp thôi đó. Như chú này, chú Thuận là đạo diễn là đúng không? Em đã nghĩ ra là một cái câu chuyện về một cái mối tình mà thanh mai trúc mã quá đáng yêu, vượt lên bao nhiêu trở ngại đúng không? Yeah. Vượt qua bao nhiêu cám dỗ để yêu mà đến được với nhau, mà lại là nam thanh nữ tú, giữ cho nhau thật là kết, đúng không? Thành ra nó quá đẹp đi, nó chỉ trong phim ảnh, trong cổ tích thôi đó. Vậy đó mà tụi con có được. Thành ra đã có được thì phải giữ được. Con hiểu không? Và cô chỉ nói con vậy nè, con rất là đẹp, con rất là gợi cảm, con rất là quyến rũ, con có tất cả những cái gì của một người phụ nữ đẹp mà chồng mình phải là người giữ mình, chứ không phải là mình là người cần thiết phải giữ chồng. Cái đó cô nói nghiêm túc. Cái đó là cái thứ nhất về ngoại hình của con. Cái thứ hai là cái tài sản con có bây giờ là cái hộp xoàn của ảnh, là cái thằng cu mà 5-6 tháng đó. Hiểu không? Coi như con nắm linh hồn của ảnh luôn rồi. Nắm linh hồn. Mà cái người chồng của mình hoặc người vợ của mình á, thân xác không là cái gì hết, cái linh hồn, cái tâm hồn mới là cái quan trọng nhất. Con nắm hết rồi, đúng không? Cho nên rằng á, nếu như chồng con đã có những cái chia sẻ như vậy rồi á, thì con nên bắt đầu thay đổi chiến thuật giữ chồng. Đúng không? Nhưng mà con phải thông cảm là trong thời điểm này, cái nội tiết tố của bạn á, đang rất là thay đổi. Bạn không giống như bạn hồi đó đâu, tại vì con phải đợi cái đó là một năm hơn. Thì cái nội tiết tố nữ đó nó mới điều hòa trở lại, bạn sẽ trở lại như một người gọi là bình thường trước đó, trước sinh. Đúng không? Cho nên bây giờ là lâu lâu có những cái cơn mà do nội tiết tố nó bị tiết ra nhiều quá em, không có kềm hãm được, đúng không? Tại vì sợ chứ, vì quá yêu chồng mà. Quá yêu chồng thành ra tưởng tượng, trời ơi, một khi mà cái bà nội tiết tố bà tiết ra rồi nha, tưởng tượng cũng dữ hơn ta. Nóng giận cũng dữ hơn người ta, hiểu không? Mà ngộ lắm. Cho nên con chịu đựng một năm nữa đi. Về phía con là con phải bản lĩnh, con phải tự tin. Con là một người đàn bà đẹp, cho nên con đừng có sợ gì hết trơn trọng. Ok, hai đứa con phải giữ cái mối tình này. Ok, và tiếp lời là anh cũng rất là muốn hỏi các em là nhân cái dịp này, cái dịp mà lên chương trình Vợ Chồng Son, thì hai vợ chồng có điều gì muốn bày tỏ và muốn nói với nhau hay không? Nhân cái sự kiện này. Đúng rồi. Em nói chứ. Dạ, tại vì hôm nay cũng là kỷ niệm ngày cưới của hai đứa con. Dạ, là mấy năm? Mấy năm? Dạ, 2 năm. Wow. Cưới 2 năm rồi. Cho nên là. Trời ơi. Sao nữa nè, vợ nói tiếp, bây giờ nói tiếp đi, sao nữa? Con muốn nói gì với chồng? Chưa gì là chồng đã muốn trao gửi cho vợ rồi đó. Em sẽ thay đổi, cố gắng thay đổi, tin tưởng chồng hơn. Chồng cố gắng nha. Hôm nay con muốn tái hiện lại cái màn cầu hôn mà cách đây 5 năm. Cái lần thứ nhì đó, phải không? Chú Hồ Tuyền Lâm đúng không? Đây muốn nói một cách rõ ràng hơn, dõng dạc hơn là em có đồng ý làm vợ anh đến suốt đời hay không? Em đồng ý. Cảm ơn chồng. Chồng vợ cảm ơn thôi à? Dạ. Cảm ơn chồng. Có hứa với chồng thế? Hứa đi đến đâu còn là không có ghen nữa, với lại không có tay chân với chồng nữa. Chồng có nói gì nữa không? Chính xác. Em cũng nói vậy. Này, anh cũng sẽ hứa với em một điều duy nhất là anh sẽ ở bên cạnh em với con đến suốt đời. Ok, được, quá hay. Đó, giống như chị Dân nói là cái chuyện tình của các em nó giống như phim rồi. Khóc rồi. Và bây giờ khi mà các bạn đang hiện hữu ở đây với một cái hình ảnh này, thật sự mà nói là nó còn hơn phim nữa. Hy vọng là các cặp vợ chồng Son và các cặp vợ chồng khi mà xem được chương trình này và chứng kiến hình ảnh này, thì Quốc Thượng mong rằng chúng ta hãy quý mến nhau, yêu thương nhau và hãy tận hưởng những cái gì hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, giống như hai bạn nha. Xin cảm ơn hai bạn.